Lương Mỹ Linh và Lương Minh Châu xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV và hôm nay là thứ năm ngày 1 tây tháng 6 năm 2023. Sau đây là những bản tin của Sài Gòn TV xin kính mời các khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị mở đầu là phần tin thế giới. Chiến thuật Ninja Rùa giúp Thụy Sĩ phát hiện hơn 2.200 kẻ ấu dâm trên thế giới. Hãng AFP ngày 31 tháng 5 đưa tin, cảnh sát Thụy Sĩ cho biết đã sử dụng hồ sơ của một kẻ ấu dâm để tiến hành một chiến dịch bí mật, qua đó xác định hơn 2.200 kẻ ấu dâm khác trên thế giới. Thông tin được đưa ra sau nhiều năm tiến hành chiến dịch mang tên Ninja Rùa dẫn đến việc bắt giữ tại Thụy Sĩ và một số nước khác. Theo thông cáo của cảnh sát tiểu bang Arago ở nước này. Cuộc điều tra bắt đầu từ việc cảnh sát Thụy Sĩ năm 2012 nhận được tin báo rằng có một đối tượng sống tại Aragao và sử dụng biệt danh Ninja Rùa phát tán tài liệu khiêu dâm trẻ em trên nền tảng chia sẻ tài liệu ẩn. Cảnh sát đã xác định Ninja Rùa chính là một người đàn ông 62 tuổi quốc tịch Đức, sau đó đã bị kết tội vào năm 2015. Tuy nhiên, các nhà điều tra tiếp tục sử dụng hồ sơ đối tượng này để phát hiện và bắt giữ những kẻ ấu dâm và những kẻ sử dụng hình ảnh khiêu dâm trẻ em khác tại Thụy Sĩ, cũng như các nước như Croatia, Brazil, Pháp và Tây Ban Nha. Một số đối tượng không chỉ sử dụng tài liệu khiêu dâm mà còn lạm dụng trẻ em. Ý vừa bắt được 40 nghi phạm mafia buôn ma túy thông qua những kẻ rửa tiền Trung Quốc. Cảnh sát của Ý ngày hôm qua bắt giữ được 40 người trong một cuộc trấn áp mới nhắm vào băng đảng mafia mang tên là Andranqueta các nghi phạm bị tố giác buôn bán ma túy với các đối tác ở trong Mỹ Latin bằng cách sử dụng mạng lưới ngầm của những người Trung Quốc môi giới rửa tiền. Bước đột phá này diễn ra chưa đầy một tháng sau chiến dịch mà cảnh sát Âu Châu đã bắt giữ được hơn 100 nghi phạm mafia trong một đợt truy quét lớn chống buôn lậu ma túy và vũ khí. Ông Angelo Santoni, người dẫn đầu cuộc điều tra mới nhất ở thành phố phía Bắc Bologna, cho biết là cảnh sát đang thi hành 40 lệnh bắt giữ, bao gồm có 4 người Albania, hai nghi phạm người Trung Quốc cũng như là hạn chế hoạt động của các thành viên mafia ở vùng Calabria bị nghi ngờ ở bảy khu vực của nước Ý. Cuộc điều tra kéo dài từ cuối năm 2019 cho đến tháng 7 năm ngoái đã lần ra đường dây vận chuyển 1.2 tấn cocaine, 450 kg búp hoa cần sa ép và 95 kg cần sa. Cảnh sát cho biết mạng lưới này có thể bao gồm các băng đảng hùng mạnh ở Nam Mỹ, như là Perimio Comando da Capitan của Brazil và các tổ chức tội phạm ở Colombia, Peru, Mexico và Bolivia. Băng đảng Enrangheta có nguồn gốc từ vùng Calabria ở miền nam của nước Ý. Băng đảng này đã qua mặt Cosa Nostra để trở thành nhóm mafia quyền lực nhất ở nước Ý và là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới. Một số cuộc điều tra gần đây cho thấy các băng đảng ma túy ở Ý đang ngày càng sử dụng mạng lưới ngầm của các tay môi giới rửa tiền người Trung Quốc không có giấy phép để che giấu các khoản thanh toán xuyên biên giới. Máy bay không người lái Ukraine tấn công khu nhà giàu Nga. Tám máy bay không người lái cảm tử đã nhắm mục tiêu vào một số quận quan trọng nhất của thủ đô Moscow, bao gồm cả nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới thượng lưu. Trong hãng tin Reuters, vụ oanh tạc làm hai người bị thương, trong khi một số khu chung cư được di tản trong thời gian ngắn. Ông Putin cáo buộc Ukraine đứng đằng sau cuộc tấn công và cho rằng đây là nỗ lực nhằm đe dọa và khiêu khích Nga, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không xung quanh thủ đô sẽ được tăng cường. Bình luận về các cuộc oanh tạc ở Moscow, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 8 máy bay không người lái mà theo họ là do Ukraine gửi tới và nhắm vào dân thường đã bị bắn hạ hoặc chuyển hướng bằng thiết bị gây nhiễu điện tử. Trong khi đó, kênh Telegram Bazaar có liên kết với các dịch vụ an ninh cho biết số máy bay không người lái được phát hiện lên đến hơn 25. Ông Mikhailo Poloyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, phủ nhận việc Kri trực tiếp tham gia nhưng dự báo sẽ còn nhiều cuộc tấn công như vậy. Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công, mặc dù không có bằng chứng nào. Trùm lính đánh thuê Wagner yêu cầu điều tra viên chức quốc phòng của Nga Yevgeny Prigozhin, trùm lính đánh thuê của Wagner, vừa gửi thư yêu cầu công tố viên của Nga điều tra tội ác của các viên chức quốc phòng nước này trước và trong cuộc xâm lược Ukraine. Ông Prigozhin trước đó cũng bày tỏ sự bất bình về việc thủ đô Moscow bị máy bay không người lái tập kích vào hôm 30 tháng 5. Ông ta đặt ra câu hỏi là tại sao Bộ Quốc phòng lại để những chiếc máy bay này tấn công vào thủ đô. Prigozhin đã từng nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo quân đội của Nga, cáo buộc các chỉ huy là nguyên nhân khiến cho lực lượng của ông ta chịu thương vong nặng nề vì thiếu đạn dược, đặc biệt là ở tại chiến trường Bakhmut. Prigozhin đã chỉ trích đích danh Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cáo buộc họ là tội phản bội. Hai viên chức nói trên vẫn chưa từng bình luận về những phát ngôn của Trung Wagner. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã chiến đấu bên cạnh lực lượng chính quy của Nga ở Ukraine và dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng vào thành phố Bakhmut. Prigozhin tóm tắt lập trường chính trị của mình rằng tôi yêu tổ quốc, tôi phục vụ cho ông Putin. Sergei Shoigu nên bị phán xét và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Nga truy nã tư lệnh quân đội Ukraine Nga đã đưa Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vào danh sách truy nã về tội hình sự, theo dữ liệu danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga đăng tải ngày 31 tháng 5. Tư lệnh lục quân Ukraine Alexander Sunersky cũng đã có tên trong danh sách bị truy nã. Cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Zaluzhny và các chỉ huy quân sự khác của Ukraine theo điều khoản sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm phần 1 của điều 356 bộ luật hình sự nha. Trong khi đó, ông Sersky bị buộc tội đã có hành động dẫn đến cái chết và thương tích của hàng chục dân thường, bao gồm cả trẻ em cũng như thiệt hại cho hàng trăm hạ tầng cơ sở dân sự. Dù vậy, hành động của Bộ Nội vụ Nga được cho là chỉ mang tính biểu tượng, rất ít khả năng gây ra hệ quả pháp lý với các viên chức Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Nga về việc phát lệnh truy nã tư lệnh quân đội Ukraine giữa lúc chiến tranh leo thang, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia tuyên bố, việc Nga phát lệnh truy nã hai chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine nhằm hai mục đích chính, gồm đánh đồng các hành vi phạm tội của Nga với các hành động phòng vệ của Ukraine, đồng thời gây áp lực tâm lý và làm nhục chí quân đội Ukraine. Bà cho rằng cả hai mục đích này của Nga đều không thể đạt được. Hoa Kỳ cân nhắc gửi tên lửa chiến lược tầm xa cho Ukraine Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, có tên gọi là ATACMS, theo hãng tin Bloomberg. Hoa Kỳ được cho là lo ngại về việc sẽ bị cạn kiệt kho dự trữ tên lửa tầm xa và khả năng leo thang chiến tranh nếu như Kyiv sử dụng vũ khí này để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 5, Thư ký báo chí Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là tướng John Kirby cho biết, Hoa Thịnh Đốn không có kế hoạch chuyển hệ thống tên lửa ATACMS cho Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là tướng Mark Milley cũng đã cho biết Hoa Kỳ sẽ không cung cấp loại tên lửa này. Ông nói Hoa Kỳ có tương đối ít hệ thống này và quân đội cần phải duy trì mức độ vũ khí quan trọng ở trong kho dự trữ loại tên lửa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 300 cây số và có thể được bắn từ các bệ phóng đã được cung cấp cho Ukraine từ phía phương Tây trước đó, bao gồm có cả bệ phóng di động HIMARS và bệ phóng M270. Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga nằm cách xa chiến tuyến. Mới đây, Anh Quốc đã quyết định cung cấp cho Ukraine loại tên lửa mang tên là Storm Shadow với tầm bắn hơi 250 cây số. Tên lửa Storm Shadow có thể sẽ trở thành vũ khí giúp cho Ukraine thay đổi cục diện chiến trường nhờ vào tầm bắn này. Tờ Washington Post cho biết, London hy vọng việc họ đi đầu sẽ khiến cho Hoa Kỳ đổi ý và sẽ viện trợ cho Kyiv tên lửa chiến lược tầm xa. Cảnh báo nguy hiểm ở nhà máy nguyên tử lớn nhất châu Âu. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Mariano Grossi trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc mô tả tình hình ở nhà máy là cực kỳ mong manh và nguy hiểm. Ông nói thêm hoạt động quân sự trong khu vực có thể gia tăng rất đáng kể trong tương lai gần và các bên phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm thiểu nguy cơ xảy ra. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nhấn mạnh không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại nhà máy, đặc biệt là nhắm vào các lò phản ứng, kho chứa nhiên liệu đã qua sử dụng. Ông cũng cảnh báo cơ sở nguyên tử không nên được sử dụng làm kho chứa hoặc căn cứ của vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng và hệ thống pháo binh, đồng thời không được đồn trú binh lính ở nhà máy. Lời cảnh báo của ông Grossi được đưa ra khi Ukraine đang chuẩn bị phản công. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia cho hay, Moscow sẽ áp dụng tất cả biện pháp cần thiết để tăng cường an ninh cho nhà máy. Trong khi đó, chính quyền Ukraine phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào nhà máy dưới bất kỳ hình thức nào. Nga đã nắm quyền kiểm soát nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia vào năm ngoái, ngay sau khi xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tỉnh Zaporizhia đã bị Nga sắp nhập sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm 2022, bất chấp những nghi ngờ về tính trung thực của Ukraine và phương Tây. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy này. Năm trong số 6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động và lò phản ứng còn lại đang sản xuất mức năng lượng thấp để duy trì hoạt động tối thiểu. Cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng từ trí tuệ nhân tạo Hãng thông tấn AFP đưa tin, một nhóm nhà lãnh đạo và chuyên gia kêu gọi các nước nên phối hợp để giảm đi nguy cơ tuyệt chủng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Theo đó, các nhà lãnh đạo và chuyên gia nhấn mạnh, việc giải quyết các rủi ro từ AI phải là ưu tiên toàn cầu, bên cạnh các rủi ro khác như đại dịch và chiến tranh nguyên tử. Tuyên bố này đã được ký bởi hàng chục chuyên gia, gồm có cả Sam Altman là tổng giám đốc của công ty OpenAI, người đã tạo ra nền tảng chat GPT. Chat GPT trở nên nổi tiếng vào cuối năm ngoái với khả năng tạo ra các bài tiểu luận, làm thơ từ những gợi ý ngắn gọn nhất và trò chuyện. Cơn sốt chat GPT đã thu hút hàng tỷ mỹ kim đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, giới chuyên gia trong ngành đã dóng lên hồi chuông cảnh báo từ các thuật toán sai lệch của AI cho đến nguy cơ mất việc làm hàng loạt và tình trạng tự động hóa được sự hỗ trợ từ AI xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của con người. Và đó là phần tin thế giới, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ.